Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tiếng Trung Sweden, tiếng Trung cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập bài 27. Đầu tiên, ủy in, mời các bạn nghe máy và đọc theo. 5. Điện xí 1. Ủy in 1. Biện in biện điệu 肚子 兔子 大便 答辩 结果 接着 消化 笑话 感到 看到 但是 当时 舞会 误会 厉害 厉害 Tiếp theo, lặng tủ, đọc thành tiếng. Thổ thẩn, giả thẩn. Giả nghĩa là răng, giả thẩn nghĩa là đau răng. Tô tử thẩn, thổ thẩn đó hẳn lì hại. Giả thẩn đó hẳn lì hại. Tô tử thẩn đó lì hại. Bịa xua lợ, bịa khu lợ, bịa hơ lợ. Bịa xoay lợ, bịa khan lợ, bịa chư lợ. Giảm trả sân thị, giảm trả ý xa, giảm trả lợ ý xa. Cảm tạo chi mộ, cảm tạo cao xinh, cảm tạo bù sư phụ. Bài tập thay thế. Tha dẫm lợ, anh ấy bị sao thế? Tha là tu sử lợ. Anh ấy bị tiêu chảy rồi. Vậy các bạn có thể dùng mẫu câu zǎm lě để hỏi thăm ai đó khi các bạn thấy có dấu hiệu bất thường, có thể là vui hoặc là buồn, hoặc là người ta có vấn đề gì đó không thoải mái ha. Thì các bạn sẽ dùng mẫu câu này để hỏi thăm bạn sao thế, ní zǎm lě. Và chúng ta sẽ dùng mẫu câu dưới đây để trả lời. Chẳng hạn như anh ấy khóc rồi, tha khú lě, anh ấy bệnh rồi, tha bìng lě, anh ấy nhớ nhà rồi. Tha xiang jia le, anh ấy bị cảm rồi. Tha cảm mao le, anh ấy bị sốt rồi. Tha fa shao le, anh ấy uống nhiều rượu rồi. Tha he jiu, he tuo le. Ni chi shenme le, bạn đã ăn gì? Chi le yi xiao yu he niu rou. Vậy ở đây chúng ta sẽ dựa vào mẫu câu này để hỏi bạn đã uống gì? Nǐ hē shěnme lě? Đã uống một chai bia. Hē lě yì pǐng pǐ jiǔ. Bạn đã mua gì? Nǐ mài shěnme lě? Đã mua một cuốn từ điển. Mài lě yì běn sǔ diǎn. Bạn đã viết gì? Nǐ xiǎ shěnme lě? Thì ở đây chúng ta có từ vựng mới, chúng ta có thư là xin, chúng ta dùng đến lượng từ bức lá là phân. Vậy hai lá thư, liǎng fēng xìn, liǎng fēng xìn, đã viết hai lá thư, xiǎ lě liǎng fēng xìn. Bạn đã xem gì? Nǐ kàn shěnme lě? Đã xem một bộ phim. Kàn lě yǐ gè diàn yǐng. Đã mượn gì? Nǐ jià shěnme lě? Mượn một đĩa DVD. Jià lě yì zhāng guāng pán. Bạn đã nghe gì? Nǐ tīng shěnme lě? Đã nghe ghi âm bài khóa mới. Tīng lě xīn kè de lù yīn. Nǐ chī fàn lě mèi you? Bạn đã ăn cơm chưa? Và chúng ta sẽ xác định là đã ăn rồi, hành động đó đã xảy ra, chúng ta dùng chī lě. Vậy bạn đã uống thuốc chưa? Nǐ chī yào lě mèi you? Chī lě. Bạn viết thư chưa? Nǐ xiǎ xīn lě mèi you? Xiǎ lě. Bạn đổi tiền chưa? Nǐ huàn qiān lě mèi you? Huàn lě. Bạn uống rượu chưa? Nǐ hē jiǔ lě mèi you? Hē lě. Bạn mua báo chưa? Nǐ mài bào zhì lě mèi you? Mài lě. Bạn đi đến hội trường chưa? Nǐ qù lǐ tǎng lě mèi you? Qù lě. Nǐ mài shěnme lě? Bạn đã mua gì? Wǒ mài guāng pán lě. Mình đã mua đĩa DVD. Mài lě tuō shǎo?
bạn đã mua bao nhiêu? 我只买了两张。Mình chỉ mua có 2 đĩa. Ở đây chúng ta dùng đến trợ từ ngữ khí là đặt ở cuối câu, và trường hợp dưới chúng ta sẽ dùng đến trợ từ động thái là được đặt ngay sau động từ. Bạn mang theo gì? 你带什么了？我带药了。带了多少？我只带了一瓶。你要什么了？我要啤酒了。要了多少？我只要了两瓶。你买什么了？我买铅笔了。Chan bị nghĩa là bút chì. Vậy ở đây là chúng ta mua bút chì ha. Và đối với bút chì các bạn dùng đến lượng từ là chứ. Mãi là tua sảo. Wo zhi mai le liang zhi. Ni xie shen me le? Wo xie xin le. Xie le tua sảo? Wo zhi xie le yi feng. Nǐ huàn shěme le? Wǒ huàn rénmìngbì le. Huàn le duòshǎo? Wǒ zhì huàn le 500 yuán. Nǐ shěme shěhòu qù? Khi nào thì bạn đi? Wǒ chì le fàn jiù qù. Ăn cơm rồi đi. Vậy chúng ta sẽ dùng mẫu câu này để diễn đạt sau khi hành động thứ nhất này được diễn ra hoàn thành, thì chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo. Rồi vậy thì 你什么时候去? Tan học xong mình đi. 我下了课就去. Mình mua sách xong rồi đi. 我买了书就去. Mình thay đồ xong rồi đi. 我换了衣服就去. Làm xong bài tập rồi đi. 我做了练习就去. Mình đánh bóng xong rồi mình đi. 我打了球就去. Mình xem phim xong rồi đi. 我看了电影就去。Bài 3, điền từ thích hợp vào chỗ trống. Câu đầu tiên, ta có cụm từ la tô dự, nghĩa là tiêu chảy. Tối hôm qua mình bị tiêu chảy rồi. Câu số 2, câu này dễ ha, bụng của mình đau rất là kinh khủng. Câu số 3, lúc mới đến Trung Quốc mình luôn nhớ nhà, thì ở đây chúng ta dùng đến phó từ trộn, nghĩa là luôn, luôn luôn. Câu số 4, giản trả kiểm tra, bác sĩ sau khi kiểm tra nói là mình không phải là bị mắc bệnh viêm đường ruột, chỉ là tiêu hóa không được tốt thôi. Câu số 5, Tha yêu pha sao là cô ấy lại bị phát sốt nữa rồi. Các bạn dùng đến phó từ yêu. Câu số 6, câu số 6 chúng ta dùng đến mẫu câu bìa lợ đừng nữa. Bìa nản cua lợ đừng buồn nữa. Chúng ta cùng nhau đi nhảy đi. Câu số 7, yên quê sủa dị vì nên. Vì ba của mình làm việc ở Trung Quốc nên muốn mình đến Trung Quốc để du học. Câu số 8, cảm tao chi mùa, cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Có lúc thì mình cũng cảm thấy cô đơn vắng vẻ, nhưng mà qua một lá qua ý hoa thì thấy ổn, thấy bình thường lại ha. Qua ý hoa siêu hào lợ. Bài 4, chọn các từ trong ngoặc điền vào vị trí thích hợp. Câu đầu tiên, câu đây nhìn vào các bạn dùng đến mẫu câu 下了课就去. Sau hành động thứ nhất chúng ta sẽ đến với hành động thứ hai. Ở đây chúng ta dùng lơ với vai trò là trợ từ động thái. Câu số 2, trừ chúng ta đặt trước động từ. Trước khi đến Trung Quốc mình chỉ xem một bộ phim tiếng Trung. Câu số 3, chúng ta dùng trợ từ động thái lơ để đặt ngay sau động từ. Hôm qua mình đã gửi cho mẹ một email. Hành động này đã diễn ra và hoàn thành. Chúng ta sẽ dùng trợ từ động thái lơ đặt ngay sau động từ. Câu số 4, ở đây chúng ta dùng đến trợ từ ngữ khí lơ để hỏi là sáng, buổi sáng bạn đã đi đâu.
Mary đến tìm bạn, nhưng mà bạn không có ở đây. Câu số 5. Chúng ta chọn đáp án B. Ba lại mua cho mình một chiếc xe mới. Câu số 6. Tương tự như ở câu 1 ha, chúng ta có là xong hành động đầu tiên là ăn tối xong, thì chúng ta sẽ đến với hành động thứ hai thông qua chiều chi, rồi sẽ đi xem phim. Câu số 7. Bạn đi làm mà xét nghiệm trước, rồi tôi sẽ kiểm tra lại cho bạn. Câu số 8. Phó từ dầu các bạn đã trước động từ, hôm qua mình lại đi thăm anh ấy nữa. Bài 5. Dùng chiều hoàn thành câu. Phần này thì các bạn mang tính tham khảo là chính, chủ yếu để chúng ta vận dụng mẫu câu là sau khi làm xong hành động thứ nhất, chúng ta sẽ đến hành động thứ hai, dùng chiều. Vậy, hôm qua mình ăn sáng xong thì các bạn đi đâu hoặc làm gì? Ở đây các bạn có tham khảo là đi ngân hàng rút tiền. Câu số 2. Sáng hôm qua tan học xong thì các bạn làm gì? Đi siêu thị mua thịt bò. Câu số 3. Buổi sáng mình cảm thấy hơi sốt nên là học xong thì mình đi bệnh viện khám bệnh. Câu số 4. Mình đi ngân hàng đổi tiền rồi đi cửa hàng mua quần áo. Câu số 5. Mình xem phim xong thì đi uống rượu. Câu số 6. Mình uống thuốc xong thì không bị sốt nữa, không sốt nữa. Bài 6. Hoàn thành hội thoại. Hội thoại đầu tiên, tối qua bạn đã làm gì? Thì các bạn có thể trả lời tùy ý ha. Chẳng hạn như tối qua mình đi cửa hàng mua đồ, đi siêu thị mua đồ hoặc là đi uống cà phê với bạn bè. Bạn đã gọi điện thoại cho mẹ chưa? Thì các bạn có thể dùng là tỏ lợ, gọi rồi. Hoặc là hỏi mẹ chưa? 我现在就去打. Bây giờ mình sẽ đi gọi ngay. Bài 2. Bạn đi nhà sách chưa? Các bạn có thể trả lời là đi rồi, 去了. Hoặc làm cho một câu dài hơn là sáng nay mình đã đi rồi. Mãi con phản lắm á, đã mua đĩa DVD chưa? Mãi lơ. Mãi lơ tua sợ, mua bao nhiêu thì tùy các bạn ha. Mãi lơ. San trang con phản, ba đĩa. Cuốn sách này bạn học chưa? Học rồi ha, thì chúng ta dùng sẽ lơ. Và học mấy bài rồi? Sẽ lơ, chỉ khơ lơ. Thì chúng ta có thể trả lời là 27 bài rồi. Dưới đây mình trả lời là mua thuốc rồi, thì mình sẽ hỏi là bạn mua thuốc chưa với lâm ma, lâm mẹ dộ. Vậy thì bạn đã mua bao nhiêu? Nếu mãi là chỉ phiến hoặc là mãi là tua sọ thì mãi là y phiến. Tối qua bạn đã làm gì? Chủ thiên nỉ chua sả mà lỡ. Ủa chi khăn tiên dưỡng lỡ. Vậy thì chúng ta hỏi xem là bạn đã xem phim gì ha? Bị khan sở mà tiên diễn lỡ. Bị khan là ý cơ trung của tiên diễn, một bộ phim Trung Quốc. Bài 7. Sửa câu sai. Câu đầu tiên, cô ấy bị cảm rồi, hôm qua mình đi thăm cô ấy nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng đến trợ từ ngữ khí lơ và chúng ta còn đặt ở cuối câu. Câu số 2. Ở đây chúng ta diễn đạt là vẫn chưa làm nè, thì chúng ta dùng khải mỹ dụ n. Bài tập hôm qua mình vẫn chưa làm nè. Câu số 3. Chúng ta dùng phó từ chẳng chẳng biểu đạt sự thường xuyên, thì chúng ta sẽ không dùng đến trợ từ động thái lơ nữa và các bạn bỏ đi là được. Câu số 4. Tối hôm qua mình chưa làm bài tập thì đã đi ngủ rồi, thì ở đây chúng ta dùng phủ định thì các bạn bỏ lơ đi. Câu số 5. Hành động này đã diễn ra trong quá khứ, thì ở phân câu sau á thì chúng ta sẽ thêm trợ từ ngữ khí lơ. Vậy thì ngày hôm qua mình ăn sáng xong thì mình đi đến giảng đường. Hành động này đã diễn ra và hoàn thành nên các bạn thêm lơ. Câu số 6. Hành động này đã hoàn thành và kết thúc nên các bạn nhớ thêm trợ từ ngữ khí lơ ở phân câu sau. Bài số 8. Căn cứ tình hình thực tế trả lời câu hỏi. Câu đầu tiên, 今天早上起了床做什么了?
thì các bạn có thể trả lời. Sau khi dạy xong thì mình đi công viên đi bộ. Đi bộ chúng ta có là 散步. Sau đó thì trở về ký túc xá để ăn cơm. Hành động này đã diễn ra và kết thúc thì các bạn thêm lơ ở cuối câu. Câu số 2. 你吃了早饭去哪了? Ăn sáng xong thì bạn đã đi đâu? 我吃了早饭就去教室了. Các bạn có thể thay bằng những mẫu câu khác nha. Câu số 3. 中午下了课去哪吃饭? Thì ở đây các bạn có thể đi căng tin của trường để ăn trưa ha. Câu số 4. 中午你吃了饭做什么了? Buổi trưa bạn ăn cơm xong thì bạn đã làm gì? Thì có thể là về ký túc xá và ngủ trưa. Ngủ trưa là 睡午觉. Câu số 5. 你什么时候做练习? Khi nào thì bạn làm bài tập? 7:30 tối thì mình bắt đầu làm bài tập ha. Câu số 6. 今天晚上你看电影吗? Tối nay bạn có xem phim không? Thì câu hỏi này thì các bạn trả lời là can hoặc là bù can ha. Và chúng ta có thể trả lời thêm lý do chúng ta không xem là 我要复习课文, còn ôn tập lại bài khóa. Câu số 7. Tối qua bạn có xem phim không? Tối hôm qua thì mình không có xem phim, mình chỉ có xem là trận đấu bóng đá thôi. Câu số 8. Bạn có làm bài tập không? Tối hôm qua thì mình không có làm bài tập. Bài 9. Đọc xong rồi nói lại. Ở đây chúng ta có thêm từ vựng mới. Sẵn dự. Sẵn dự nghĩa là họng, cái họng của mình đó các bạn. Và chu hàn. Chu hàn nghĩa là đổ mồ hôi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với đoạn văn sau đây. Các bạn đọc và thử dịch với mình nha. 我病了, mình bị bệnh rồi. 我病了, mình bệnh rồi. 头疼, 发烧, 嗓子也疼, 不想吃东西. Đau đầu, phát sốt, họng cũng đau, không muốn ăn gì hết. 晚上, 咳嗽得很厉害. Buổi tối thì ho rất là kinh khủng. 上午同学们都去上课了. Buổi sáng các bạn học đều đi học hết rồi. 我一个人在宿舍里, một mình ở lại ký túc xá. 感到很寂寞, cảm thấy rất là cô đơn. 很想家, rất nhớ nhà. 我家里人很多, dù cứa cửa, chìa chìa, hãy dù ý cửa tì tì. Người nhà của mình thì rất là đông, có anh trai, có chị gái và có một đứa em trai. 现在我在中国学习汉语, chi mua đó sự hâu chiêu chẳng chẳng sẵn thá mình. Bây giờ mình ở Trung Quốc học tiếng Hán, lúc mà mình cảm thấy cô đơn á, thường nghĩ đến bọn họ. Yên quê bù sú phụ, số y của chinh thiên chỉ đó hẳn quản. Vì cảm thấy là hơi khó chịu, không thoải mái, nên hôm nay mình dậy rất là trễ. Chỉ lê chẳng, chiêu chỉ y yuan lợ. Thức dậy xong thì mình đi đến bệnh viện. Tài phụ kế hoạch diện trả lời xa. Bác sĩ đã kiểm tra cho mình một lát. Xua của cảm mau lợ. Nói là mình bị cảm rồi. Kế hoạch tả là y chân. Hãy khai lợ y xia dọc. Và đã tiêm thuốc cho mình. Và cũng có kê cho mình một ít thuốc. Tha xua mày con gì. Chí lê dọc. Bình chưa khỏi lợ. Bác sĩ nói là không sao hết, uống thuốc xong bệnh sẽ hết ngay. Lão sư và đồng xuyên mình, chứ tao của bệnh lợ, tôi lại khăn của. Giáo viên và các bạn học biết là mình bị bệnh, nên là đều đến thăm mình. Lính lão sư, tin xua, của bố sẵn chứ tốn gì, hãy kể của, xua lỡ y quản miền thảo. Cô Lâm nghe nói là mình không muốn ăn gì, còn làm cho mình một bát mì. Chí là miền thảo, sinh sang chú là hẳn tu hạn. Ăn xong mì thì cơ thể toát ra rất là nhiều mồ hôi. Lão sư xua,
出了汗可能就不发烧了。Cô giáo nói là đổ mồ hôi rồi thì sẽ không bị sốt nữa. 下午不发烧了，心情也好了。Buổi chiều thì không sốt nữa, tâm trạng cũng tốt hơn. 我上网给姐姐发了一封 email. Mình lên mạng gửi một email cho chị gái của mình. 我说我在这生活得很好。Mình nói mình ở đây sống rất là tốt. Chúng ta có 生活 nghĩa là sống. 我们老师也很好，还有很多好朋友。Giáo viên của mình rất tốt, còn có rất là nhiều bạn tốt. 和他们在一起，我感到很愉快。Ở cùng với bọn họ, mình cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Vậy là chúng ta đã học xong bài 27. Hẹn các bạn bài mới ở video sau nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.